Thưa quý vị và các bạn, những ngày nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa kéo dài, khiến cho việc lưu thông đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, người dân cần trang bị cho mình những kinh nghiệm, kỹ năng khi tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn. Trước hết, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát các biển báo trên đường, nhất là biển báo nguy hiểm, biển hạn chế tốc độ để nắm rõ được tuyến đường mình đi và chủ động phòng tránh nguy hiểm. Đặc biệt khi di chuyển ở những tuyến đường đang thi công, những tuyến đường xuống cấp có nhiều ổ ga, ổ voi, có cả hố ga chưa được che đậy hay đường trơn trượt, cần di chuyển chậm, giữ chắc tay lái. Tuyệt đối không đi vào cả khu vực ngập nước nếu chưa chắc chắn có đảm bảo an toàn hay không. Đồng thời, luôn chú ý quan sát cả chướng ngại vật trên đường bởi trong khi mưa to, gió lớn, nhiều mái tôn, cành cây, biển quảng cáo có thể rơi xuống lòng đường, gây ra những mối nguy hiểm tiềm tàng. Khi có mưa to kèm theo gió lớn, người dân nên hạn chế đi trên cầu. Nếu bắt buộc phải đi trên cầu, phải di chuyển với tốc độ chậm, giữ khoảng cách với các phương tiện khác. Cần nắm rõ thông tin, diễn biến và ảnh hưởng của tình hình thời tiết, hạn chế di chuyển đến các khu vực sạt lở đất, ngập nước, chia cắt. Tuyệt đối không được di chuyển qua cầu, ngầm tràn đi qua sông, suối, nếu nước đang dâng cao và chảy xiết, hoặc các tuyến đường bị ngập sâu để đảm bảo an toàn.